Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi mong rằng đây là một câu chuyện hay, đầy ý nghĩa để cô chú anh chị lắng nghe, theo dõi và chia sẻ bình luận về câu chuyện này. Trước khi vào câu chuyện, tôi kính chúc cho quý vị và các bạn gần xa một lời chúc bình an, vui khỏe và may mắn trong cuộc sống. Giờ đây, tôi mong quý vị và các bạn hãy lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Hương chợt nghĩ, loài cầm thú nó vẫn còn biết thương con, đằng này là con người, làm bố mà lại hèn hạ sống vô trách nhiệm với chính con của mình. Người ta nói vợ chồng có ly hôn thì cũng phải có trách nhiệm với con cái. Vậy nhưng trái ngược hẳn với nhiều người khác, dù có ly hôn thì vẫn vì con mà cố gắng sau mỗi lần được đến thăm con. Thì chồng của Hương lại vì tiếc một số tiền hàng tháng cấp dưỡng mà bỏ từ cả con ruột của mình. Hương và chồng mình là Hùng kết hôn được 4 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Nhớ lại thời mới quen, yêu rồi lấy chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có lúc hai con người đồng cảm, cộng khổ lại, có thể sống mà không cần nhau. Hùng vốn cũng là chỉ là một người đàn ông tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, nhưng nhờ có ý chí nên mua được nhà ở Hà Nội sau một thời gian ngắn. Sau khi kiếm được ít vốn, Hùng quyết đầu tư vào kinh doanh nhà đất, anh cho thuê mặt bằng, kiếm chát cũng được kha khá. Ngày đó, Hương lại chỉ mới là một cô sư phạm vừa tốt nghiệp ra trường. Cô quen Hùng cũng khá tình cờ. Khi mà ngôi trường cấp 1 cô làm việc lại gần mới nhà của Hùng nên hai người thường xuyên gặp mặt nói chuyện với nhau. Nhiều lúc Hùng gặp khó khăn trong công việc, Hương ở bên tâm sự, chia sẻ rồi cả hai người cùng yêu nhau từ đó. Bản thân Hùng công việc cũng đã ổn định sự nghiệp nên anh nhanh chóng ngỏ ý muốn cưới Hương. Khỏi phải nói, Hương đã vui và hạnh phúc đến nhường nào. Thế là một đám cưới đẹp như mơ diễn ra. Càng vui sướng hơn khi mà mọi việc diễn ra thuận lợi hơn. Nhưng gì cả cô và Hùng nghĩ đó là tin có thai được 3 tháng. Nhưng tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài thì Hương như chết sững khi phát hiện chồng mình cặp kè với gái bên ngoài trong thời gian cô mang thai. Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ do mình đang mang thai nên đời sống riêng tư của vợ chồng có phần bị sao lãng. Chính vì vậy, chắc Hùng đã đi giải quyết ở bên ngoài. Phát hiện ra ngoại tình của chồng, nhưng Hương không đánh ghen đẩy nọ, mà cô khuyên nhủ chồng vì cô vẫn còn rất yêu chồng. Hơn nữa, cô không muốn đứa con chưa ra đời chịu cảnh có mẹ mà không có bố. Thế nhưng, dù vợ tha thứ, bản thân mình cũng hứa sẽ không tái phạm ăn vụ bên ngoài. Vậy mà dù con trai đã được 2 tháng tuổi, Hùng lại tuyên bố anh không thể dứt ra khỏi cô nhân tình được. Anh và cô ấy đã yêu nhau, cô ấy chiều và hiểu anh hơn em. Anh vẫn sống không bỏ em nếu em đồng ý cho anh và cô ấy bên nhau. Nếu em không muốn thì cứ viết sẵn đơn ly hôn để anh ký. Câu nói của chồng làm Hương đau xót đến nghẹn thở. Người chồng năm xưa của cô giờ đã thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng và không còn để ý xem cô nghĩ gì, đau khổ ra sao. Nhiều lần cô không can tâm cầu xin chồng quay lại bên mẹ con cô, nhưng lòng Hùng đã quyết chạy theo nhân tình thì không gì thay đổi được. Thương con, thương cả bản thân mình, có chồng mà cũng như không, Hương quyết định ly hôn để giải thoát cho mọi chuyện.
Vì hận chồng nên cô nhất quyết từ chối mọi sự trợ cấp cũng như là bồi thường cho hôn nhân. Nhưng rồi nghĩ tới cảnh một mình làm mẹ đơn thân nuôi con thật không hề dễ dàng gì, nên Huyên thiết nghĩ tội gì mà mình không lấy, rồi gọi cho chồng đòi quyền lợi cho đứa con nhỏ. Hàng tháng Hùng gửi cho mẹ con cô 2 triệu. Tuy số tiền ấy không nhiều, nhưng trong hoàn cảnh một mình nuôi con thì với Hương như vậy cũng đã khấm khá hơn rồi. Vậy nhưng đến tháng thứ 3 thì đợi mãi mà Hương vẫn chưa thấy chồng mình gửi tiền. Lúc đó cô đành chai mặt gọi điện hỏi thì nhận được câu trả lời phũ phàng. Cô từ nay đừng có mặt dày gọi điện đòi tiền tôi nữa. Ly hôn rồi thì nó là con của cô, tôi không còn quan hệ gì với mẹ con cô nữa hết. Nhục nhã, đau đớn với lời nói vô tình ấy, Hương chỉ biết ôm con mà khóc thương cho số phận của hai mẹ con cô. Cô không thể ngờ rằng chồng mình có thể hèn hạ tới mức chỉ vì mấy đồng bạc trợ cấp cho con phải từ mặt không dám nhận mình là bố. Đến sau này cô mới biết thì ra chồng cô và nhân tình đã có con chung với nhau. Hèn gì quay ngoắt từ mặt hai mẹ con của Hương. Lúc này Hương cũng chẳng biết bám víu vào ai. Cô cố gắng làm đủ mọi công việc ngoài giờ, dạy để kiếm tiền nuôi sống mẹ con cô. Cứ thế, cuộc sống của Hương và con trôi qua bình lặng. Nhiều lần con hỏi bố đâu thì cô cũng đành gạt nước mắt mà dối con là bố đi công tác rất lâu mới về. Rồi đến một ngày khi mà đang trên đường đón con đi học về, Hương nhìn thấy bóng dáng thân quen như chính chồng cũ của mình. Tiến lại gần, cô mới dám chắc đó là chồng cũ chứ không phải ai khác. 5 năm không gặp nhau mà bây giờ trong Hùng cô chẳng nhận ra, khuôn mặt hốc hác, áo quần tả tơi đi. Mẹ con em vẫn sống tốt chứ? Anh được biết con mình học ở đây nên chỉ ghé qua nhìn mặt tí rồi đi ngay, em đừng lo. Hóa ra trong khoảng thời gian 5 năm khi mà Hương quên đi nỗi đau để gắng nuôi con thì Hùng gặp quá nhiều biến cố. Đứa con mà nhân tình của anh mang hóa ra là con của thằng đàn ông khác. Hùng chỉ là thằng bị úp sọt rồi đổ vỏ cho cô ta. Lại thêm biến cố khi mà việc làm ăn của anh thua lỗ dẫn đến phá sản. Trong thời gian đó, Hùng ân hận vô cùng vì những việc làm sai trái của mình với vợ và con. Nhiều lần đi tìm gặp vợ con nhưng chỉ dám đứng từ xa vì đâu còn mặt mũi gì mà hỏi han. Hương trong bộ dạng của chồng cũ bơ phờ mệt mỏi, vừa nói chuyện được vài câu thì cô lại mềm lòng, tự dưng thấy thương Hùng đến lạ. Vì cảnh lùi thủi một mình, không người chăm sóc, khi đau ốm hận chồng, nhưng lúc đó cô lại đã tha thứ hết cho Hùng những chuyện xảy ra trước đây. Dù vậy, cô không thể cho phép mình quay lại làm từ đầu với chồng cũ, mà chỉ là cô cho phép anh hàng tháng được đến thăm con trai. Vì dù sao, hạnh phúc của con vẫn là điều mà cô mong muốn nhất. Vâng, một câu chuyện theo tôi nghĩ có một cái kết cũng là được đối với là đôi vợ chồng này. Giờ mọi chuyện cũng đã qua, tha thứ được cái gì thì cứ là tha thứ, phải không các bạn? Tôi mong cô chú, anh chị lắng nghe và chia sẻ về câu chuyện này. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.